Viên xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Son Môi Đỏ được phát sóng vào lúc 12 giờ 30 phút từ trưa thứ hai tới trưa thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV9. Quý vị thân mến, Thanh Huyền nghĩ là ở thời điểm cuối năm hoặc là đầu năm mới, chúng ta sẽ phải tham dự rất là nhiều những bữa tiệc, và vì vậy chúng ta sẽ cần những trang phục đầm dạ hội giống như là Thanh Huyền đang mặc để trở nên lộng lẫy và ấn tượng hơn. Ngày hôm nay xin mời quý vị khán giả hãy cùng đến với những lời tư vấn từ nhà thiết kế Việt Hùng về cách chọn trang phục dạ hội và xu hướng dạ hội cho năm mới. Lời đầu tiên cho phép Hùng gửi lời chào trân trọng nhất và lời chúc thương yêu của mình đến tới khán giả của Son Môi Đỏ. Bên cạnh việc thiết kế áo dài thì nhà thiết kế Việt Hùng cũng có thiết kế đầm dạ hội nữa. Nên là ngày hôm nay rất là mong là thầy Hùng có thể chia sẻ những cái hiểu biết của mình và cái phong cách thiết kế của mình tới quý vị khán giả. Không biết là trong năm mới thì những cái xu hướng nào về đầm dạ hội sẽ lên ngôi ạ? Đầm dạ hội thì cái tiêu chí đầu tiên đó là sự quyến rũ. Và Hùng nghĩ rằng cái sự quyến rũ đó là cái vũ khí mà đặc trưng và lợi hại nhất của người phụ nữ. Thì để làm sao tôn được cái sự nữ tính đó và cái sự quyến rũ đó thì chiếc áo dạ hội nó sẽ có sự biến chuyển theo từng thời điểm nhất định. Bây giờ với cái công nghệ rập phát triển thì để che đi những cái khuyết điểm cũng giống như là làm tôn thêm những cái ưu điểm, và cộng với cái sự ý thức gìn giữ cho mình một cái thân hình đẹp thì cái chuyện mà cái form dáng với lại cái thân hình nó không còn là vấn đề nặng nề nữa, cho nên các bạn sẽ đẹp hơn và dễ hơn cho cái chuyện để có thể tạo ra một cái áo dạ hội đẹp. Và cái xu hướng của thế giới nói chung hoặc là xu hướng của người Việt chạy theo những cái mẫu dạ hội của thế giới thì đa phần về tông màu thì những cái tông màu đen nè, trắng nè, màu nu nè, rồi màu silver, và ngoài ra thì họ có những cái tông màu đặc trưng của mỗi cái thương hiệu để họ tạo ra cho mình những cái vị trí riêng, hay là cái xử lý chất liệu làm sao để cho cái áo nó một cái nét riêng, có thể là lụa, có thể là lưới, có thể là von ren. Và cái đặc trưng của áo dạ hội cao cấp đó là công nghệ thủ công kết trên cái áo, là những cái hạt được kết tỉ mỉ và nó thể hiện được cái giá trị của chiếc áo. Khi nói tới đầm dạ hội thì cũng có một số người họ ngại mặc, bởi vì họ nghĩ là có thể là vóc dáng của họ nếu như quá nhỏ thì sẽ bị gọi là nuốt chửng ở trong một chiếc váy dạ hội lộng lẫy. Còn có những người thì họ nghĩ là thân hình của họ hơi bị thừa cân một chút xíu, thì liệu là có mặc được đầm dạ hội hay là không? Mình sẽ có những cái kiểu dáng như thế nào để mà khắc phục những cái điều đó? Tại đối với Hùng thì cái sự tự tin là cái yếu tố tiên quyết đầu tiên để cho mình có một bộ trang phục đẹp. Với ngày nay thì là nó có những cái trang phục lót hỗ trợ rất là nhiều. Có thể là áo nâng ngực, rồi áo độn ngực, hoặc là siết eo, nâng mông, độn mông và độn hông. Rồi nó có rất là nhiều công thức để mà làm tôn thêm. Ngoài ra thì có những cái kỹ thuật về hóa trang, tạm gọi là làm sao cho tay dài hơn và thon hơn, chân cũng vậy, tạo nên những cái độ bóng, những cái shadow để cho nhìn cái đôi chân nó thêm quyến rũ. Hoặc là những cái yếu tố để làm sao cho chiếc áo dạ hội nó cộng hưởng lên, làm sao thành một cái áo dạ hội nó có một cái vị trí riêng. Trong cái sức mạnh của trang phục là cái môn Hùng dạy ở các trường đại học, thì áo dạ hội sẽ được mặc vào khung giờ nào và được mặc vào ở nơi nào. Nếu một người nào cầu toàn và người ta hiểu ý thức cho cái việc sử dụng trang phục của mình để tạo ra một cái sức ảnh hưởng, thì người ta phải biết chọn cho mình một bộ trang phục khi đến một cái dạ tiệc để thể hiện cái đẳng cấp của mình. Tại vì mình mặc một bộ đồ nó không đúng quy định, mà quy định đó là do cái định kiến và do một cái chuẩn mực nó đặt ra, chứ không phải là do chủ tiệc đặt ra. Hiện nay thì các cô dâu trong ngày cưới có lựa chọn áo dạ hội nhiều hay không? Hay là phải là một chiếc áo cưới ạ? Đa phần các cô dâu ngoài cái áo cưới truyền thống tùng xòe có đuôi hoặc là màu trắng thì họ sẽ chọn cái bộ thứ hai của họ là một bộ dạ hội. Tại vì sẽ có hai đối tượng đi dự đám cưới, là đối tượng bạn bè của ba mẹ và một cái bạn bè của cô dâu chú rể. Thì bạn bè của cô dâu chú rể thì họ sẽ ngóng chờ điều gì, và bạn bè của ba mẹ hai bên họ sẽ ngóng chờ điều gì, cho nên các bạn trẻ thường thường họ chọn hai phong cách. Họ không chọn nhiều mà họ sẽ đầu tư vào hai bộ trang phục, một bộ đón khách làm lễ và một bộ nó đi bàn và chụp hình và tiễn khách. Cho nên hai bộ họ thật sự là cầu kỳ đầu tư, tạm gọi là đầu tư về giá trị vật chất. Ngoài ra thì những cái phụ kiện đi kèm cũng như đó này để làm sao cho họ cảm thấy rằng họ thể hiện được hai cái khía cạnh của cuộc sống và hai cái hình ảnh khác nhau, để người lớn cũng vừa lòng mà người trẻ họ sẽ cũng tìm thấy họ trong cái bộ trang phục đó. Khi diện đầm dạ hội thì Thanh Huyền cũng nghe là các bà các mẹ hay nói là trời ơi sao mà nó dài quá rồi rườm rà vướng víu. Thì khi mà mình may đầm dạ hội, mình chọn đầm dạ hội, mình phải chú ý đến những cái yếu tố như thế
nào mà về kiểu dáng hoặc là về cái số đo để mà phù hợp với bản thân của mình và đặc biệt là dễ di chuyển ? Thì từ xưa tới giờ là cái phân biệt giai cấp thực sự nó không bao giờ mất đi, nó vẫn tồn tại trong xã hội, nhưng mà nó có thể là nó ở một cái mức độ nào đó khía cạnh. Cho nên là có những người thì nếu họ là người lao động thì chắc chắn một điều họ không thể nào mặc một cái bộ xùm xòe được, để mà nó rất là khó đi làm công việc của họ. Còn những người mà họ ở địa vị cao thì họ chỉ đi dự thôi, hoặc là họ chỉ đi làm những cái công việc rất nhẹ nhàng, cho nên là họ sẽ chọn những cái đầm. Và cũng không phủ nhận là những cái đầm mà hơi xùm xòe cũng có một cái đối tượng khách hàng và một cái đối tượng mà họ cũng mong muốn sở hữu để họ thể hiện được bản lĩnh của họ, dám mặc bộ đồ đó kết hợp với cái những cái gì tố chất trong con người của họ, để họ xử lý làm sao mà người ta cảm thấy thuyết phục và người ta cảm thấy rằng là cái đó không phải là trở ngại, mà cái đó làm cho cái cô gái đó mềm mại hơn, sang trọng hơn, quyến rũ hơn và quyền lực hơn. Đầm dạ hội có nhất thiết là phải dài không, hay là ngắn cũng có thể là làm đầm dạ hội được ? Nếu thời xưa ở chế độ châu Âu phục hưng thì họ quy định, chứ còn sau này cởi mở hơn thì một cái áo làm sao mặc lên được tôn dáng, để mặc lên được quyến rũ, và những cái hạt đá hoặc là những cái đồ trang trí trên áo mà nó không dùng cho thường ngày thì tạm gọi là áo dạ hội, để cho cái áo đó nó bước qua được cái ranh giới của thường phục để họ đến với dạ hội phục để mặc cho buổi tối. Trong năm 2022 thì cái xu hướng dạ hội của thế giới nó sẽ như thế nào ? Sẽ có những màu sắc hay là kiểu dáng nào là được chú ý? Những cái thương hiệu áo dạ hội hàng đầu đã tung ra những bộ sưu tập cho năm 2022 thì Hùng thấy là những tông màu trầm, ngoài những cái tông màu cổ điển giống như màu đỏ, màu đen hay là màu trắng, màu đồng, màu xám, thì họ có ra những cái tông màu đất, những tông màu pastel mà nghiêng về màu đất rất là lạ. Cái kỹ thuật trang trí nó cũng rất là lạ, nó đòi hỏi một cái tay nghề rất là cao. Họ tạo hình trên áo dạ hội bằng những cái tấm để có thể nó tạm gọi là như là một phần cổ hay một phần tay, một cái điểm nhấn. Nói chung là kỹ thuật mà Hùng cảm thấy rằng mình học hỏi rất là nhiều, và Hùng cũng có biến chuyển những cái đó làm sao để cho nó phù hợp với, thứ nhất là giá thành ở Việt Nam, phù hợp với những cái độ hở, phù hợp với văn hóa, cái nét thuần phong mỹ tục của người Việt. Rồi chẳng hạn như là ngoài cái tông màu thì những cái kiểu dáng nó trong suốt vẫn được phát huy và kết hợp với là kể cả trong suốt luôn cho từ trên xuống dưới. Ngoài ra thì có một số chất liệu đặc trưng, một số chất liệu mới bắt sáng, và những cái số chất liệu nó đơ, nó tạo thành những cái sóng cho khi người mặc bước đi á, là nó tạo ra cho một cái sự rung rinh, mình có cảm giác như đã trở về cái giai đoạn giống như là cái trang phục phục hưng á, nó sẽ được tái hiện lại. Khi mà nói đến đầm dạ hội thì mọi người sẽ quan tâm rất là nhiều đến cái phần chi phí, nhưng mà để cho những cái sự kiện đặc biệt, những cái lễ hội mùa cuối năm thì mình có thể dành ra một cái khoản để mình đầu tư cho cái chiếc đầm dạ hội của mình. Thì nghĩ là một cái chiếc đầm dạ hội mà nó song hành với mình trong một cái sự kiện đặc biệt á, thì có những người họ sẽ lưu giữ lại, họ để đó, họ làm kỷ niệm chẳng hạn. Dạ. Đối với Hùng thì cái ký ức, nhưng là ký ức của một thời thanh xuân là một ký ức đáng nhớ. Có thể là đến một giai đoạn nào đó thì các bạn sẽ nhìn lại những cái hình ảnh, những cái mà mình đầu tư, mình cảm thấy rằng là lúc đó thì mình cảm thấy rằng là nó hơi hoang phí. Tại vì khi mà các bạn làm được thì các bạn hiểu được cái giá trị. Và xã hội bây giờ thì các bạn hầu như là biết tính toán, các bạn được học hành tới nơi tới chốn thì các bạn được biết tính toán là chỗ nào các bạn nên chi và chỗ nào các bạn không nên chi, và có những cái các bạn gọi là đầu tư để tạo cho người đối diện những cái hình ảnh đẹp. Ngoài cái chuyện mà bản thân mình đẹp, bản thân mình lưu giữ những cái giá trị đó thì người khác nhìn và đánh giá và họ cho mình cái chỗ đứng trong lòng họ, và có thể là hiệu quả trong cái mối quan hệ tình cảm, có thể là hiệu quả trong cái công việc. Và Thanh Huyền nghĩ đó là một cái cách để mình đầu tư, mình xây dựng hình ảnh và cái thương hiệu cá nhân. Huyền nghĩ đó là một cái cách đầu tư thông minh. Cảm ơn thầy rất là nhiều về buổi trò chuyện ngày hôm nay. Thanh Huyền chúc thầy là sẽ truyền thật là nhiều lửa và kiến thức đến thế hệ sáng tạo trong tương lai ? Cho Hùng gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả, nhất là những bạn nữ của Son Môi Đỏ. Và Hùng hy vọng rằng là Hùng sẽ truyền được cái năng lượng tích cực và cái năng lượng để cho các bạn phải làm đẹp, đẹp hơn trong chính bản thân mình và đẹp hơn trong những người xung quanh mình. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những chủ đề sau, được phát sóng vào lúc 12:30 từ trưa thứ 2 tới trưa thứ 7 hàng tuần trên kênh HTV9. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.